Con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai, nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước cực lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn tịnh độ, tín nguyện trì danh cầu sanh cực lạc, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được họ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng con nay quy y đức Quang thế âm bồ tát đức đại thế chí bồ tát và thanh tịnh đại hải chúng bồ tát nguyện cho tất chúng sanh đều phát bồ đề tâm sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chóng thành phật đạo tịnh độ đại kinh giải diễn nghĩa chủ giảng lão pháp sư tịnh không chuyển ngữ trung tấn biên tập minh tâm thời gian ngày 28 tháng 5 năm 2011 địa điểm Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội Hồng Cưng tập 427 chư vị pháp sư chư vị đồng học mời ngồi xuống Mời quý vị xem Đại Thừa Vô lượng thọ kim giải Trang 539 Hàng thứ năm Xem từ câu cuối cùng Phẩm phổ hiền hạnh nguyện viết Bắt đầu xem từ đây Bồ Tát Nếu có thể tùy thuận chúng sanh Tức là tùy thuận cúng dường chư Phật Nếu với chúng sanh Tôn trọng thừa sự Tức là tôn trọng thừa sự như lai Cho nên Người tu tịnh nghiệp hành Ứng với chúng sanh rộng làm lợi ích Hôm nay chúng ta học đến đoạn này Nghĩa lý Lời tin rất sâu rất rộng Học Phật Không phải Đọc thuộc kinh này nghe hiểu được rồi không thể coi là xong gì trong kim đức phật thường dạy chúng ta tính giải hành chứng đây là phật pháp bất luận là đại thừa tiểu thừa hiện giáo hay mật giáo đều không thể rời xa nguyên tắc này nghe hiểu rồi đọc nhiều rồi chúng ta mới có thể đoạn nghi sanh tính xây dựng lòng tin sau khi đã có lòng tin rồi còn phải càng đi sâu vào để lý giải để lãnh hội sau đó thực hành trong cuộc sống của chúng ta trong công việc đối nhân sự thế mỗi niệm mỗi hành động đều không rời kinh giáo. đây gọi là học phật học phật như vậy quý vị chắc chắn đạt được pháp hỷ hoan hỷ có thể thực sự đạt được pháp hỷ chính là những điều trước đây thầy phương đã nói học phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người sự hưởng thụ cao nhất này chúng ta đã đạt được chưa thường phải phản tỉnh thật sự đạt được quý vị từ từ có thể bước vào cảnh giới của phật bồ tát sẽ có được hưởng thụ giống như Phật Bồ Tát Lúc này Lòng cảm ơn tự nhiên mà khởi lên Mới biết được Ân đức của chư Phật Bồ Tát Đối với hết thể chúng sanh Ân đức với chính mình biết ơn và báo ơn câu này trong phẩm hạnh nguyện nói với chúng ta bồ tát làm thế nào có thể tùy thuận chúng sanh Trì giới Đầy đủ các giới Không phạm oai nghi Thì có thể tùy thuận Tùy thuận chúng sanh Chính là Tùy thuận cúng dường chư Phật Vì sao vậy? Vì trong Kinh Đại Thừa Đức Phật thường nói Thế thị chúng sanh vốn là Phật Cho nên Tùy thuận chúng sanh Chính là tùy thuận cúng dường chư Phật Tu pháp môn tùy thuận này Để cúng dường chư Phật sự việc này chúng ta không thấy được học phật đã nhiều năm như vậy chúng ta không ý thức được nguyên nhân này là gì là công phu không đắc lực nói cách khác quý vị không thật sự học phật Người thật sự học Phật Thời gian tuy không nhiều Thông thường là thời gian 3 năm Thì có thể đi vào cảnh giới 5-6 năm thì đã rất thấu trị Thật sự thọ dụng được Phật Pháp Được lợi ích thù thắng của Phật Pháp Dù quý vị biết hết thể chúng sanh vốn dĩ là phật có cần tôn kính hay không cần tôn kính phật là gì phật là tự tánh trước khi phật giáo truyền vào trung quốc cổ thánh tiên hiền của chúng ta cũng biết Nói với chúng ta Bạn tánh vốn thiện Nhân chi sư tánh bổn thiện Thánh nhân Trung Quốc gọi là Bạn tánh vốn thiện Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Nói với chúng ta Hết thể chúng sanh vốn dĩ là Phật Ý nghĩa này giống nhau Bản thiện Cái thiện này không phải là thiện trong thiền ác Thiện ác ý nghĩa của nó rất hạn hẹp, nhỏ hẹp Ý nghĩa của cái thiện này chính là Phật Như trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy Thế thầy chúng sanh Đều có trí huệ đức tướng của Như Lai Ba câu này là cùng một ý nghĩa một tức là bà ba, ba tức là một thiện trong bản thiện là gì thiện là đức tướng trí huệ của như lai là cái thiện này ở trong tự tạnh vốn đã đầy đủ đây chính là phật đây chính là bản thiện có thể không cùng kiến sao Cho nên Tuy thuận Chân thành cung kính Đối với hết thị chúng sanh Kỳ thực là đối với chính mình Đối với chư Phật Bồ Tát Cũng là đối với chính mình Chư Phật Bồ Tát Hết thể chúng sanh Đều là từ trong tự tánh Mà hiện bày ra Biện pháp giới hư không giới Muôn sự muôn vật với chúng ta Là một thể Do vậy Con người Phải hiểu được thương chính mình Mới có thể thương người khác nói một cách khác, đối với chính mình không có lòng từ bi, quý vị làm sao có thể từ bi đối với người khác? Vì sao vậy? Vì từ bi, yêu thương đều là tánh đức. Trong tự tánh vốn có, khi mê thất tự tánh, tánh đức đã biến chất, trở thành phiền não, trở thành nghiệp chướng. Như vậy là sai. Mục đích cuối cùng của học Phật là trở về tự tánh. Tôn môn đã nói: Đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh. Kiến tánh thành Phật. Quý vị đã trở về tự tánh. Cho nên chư vị tổ sư nói rằng Bồ Tát chứng đến quả vị cựu căn Quy vô sợ đắc Họ có đạt được cái gì không? Không có Cái gì cũng không đạt được Vì sao vậy? Đều là trong tự tạnh dụng cỏ Mê thất tự tánh Những thứ này tuy là có Nhưng quý vị không đạt được thọ dụng Trí huệ biến thành tiền nặng Đức năng biến thành tạo nghiệp Tướng hảo biến thành lục đạo tam đồ Quý vị ở nơi đó chịu quả bao Khi mê nó biến chất Khi giác ngộ nó trở về chân thượng Cho nên Vậy là quy vô sợ đắc à, nói, nói cách khác Quý vị đều đã đạt được Chính là ý nghĩa này Đạt được là cái chính quý vị vốn có cho nên đức phật mới nói ngoài tâm không có pháp ngoài pháp không có tâm thứ đáng quý nhất của bồ tát chính là trong đời sống hàng ngày khởi tâm động niệm lời nói hành động Đều có thể tương ứng với tánh đức Trong Hoàng Nguyên Quán Đã nói vô cùng đơn giản Chỉ nói bốn câu Dễ ghi nhớ Bốn câu này là tổng cương lĩnh Thứ nhất là tùy duyên diệu dụng Diệu là cái gì? Giác ngộ đã mê thì không ngộ Chúng sanh trong lục đạo Chúng sanh trong mười pháp giới không giác ngộ Không thể gọi là diệu Pháp thân Bồ Tát thật sự giác ngộ Đó mới gọi là diệu Thật sự là diệu dụng Đây là tự mình ngộ rồi Biểu hiện ra ở nơi nào Oai nghi hữu tắc Biểu hiện ở bên ngoài Oai nghi hữu tắc Chính là trong kinh thường nói Cụ túc chúng giới bất phạm oai nghi Điều thứ hai trong tình nghiệp tam phương Thọ trì tam quy Cổ túc chúng giới bất phạm oai nghi Chính là điều thứ hai của tứ đức trong hoàng nguyên quản Thứ ba là nói với chúng ta Dùng tâm thái xử sự đối nhân sự thị Tâm gì? tầm chân thành không phải là hư vọng dùng chân tâm còn thái độ nhẹ nhàng học trò của khổng tử tán thán đức hạnh của thầy Với những điều Phật Bồ Tát nói không khác nhau Dịu dàng Cung kính Ôn lương cung kiềm nhường Hiền lanh Cung kính Nhân nhượng Tiết kiệm Trong Hoàng Nguyên Quang dùng bốn chữ Nhu hòa chất trực Điều sau cùng Đại chúng sanh khổ Đều làm tấm gương tốt cho chúng sanh thị Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lúc còn tại thị Vì chúng ta thể hiện tán tướng thành đạo Đó là đại chúng sanh khổ Đó thật sự là một tấm gương Tu hành tốt Cho người đệ tử nhà Phật Nếu như chúng ta không thường suy nghĩ đến Thường xuyên lĩnh hội Học tập xuyên năng Thì sự thể hiện này của Đức Thế Tùng Chẳng phải uổng công sao Không ai nhận ra không ai hiểu được Chúng ta đến đâu để học tập Chúng ta đối với thân hành ngôn giáo của Thế Tôn Cần phải lĩnh ngộ sâu sắc Phải học giống như Ngài Thì tự chúng ta đã thành tựu Nếu với chúng sanh tôn trọng thừa sự Tức là tôn trọng thừa sự như lai Hằng thuận chúng sanh Tùy hỷ công đức Đây là phổ hiền Bồ Tát dạy cho chúng ta Cho nên người hành tịnh nghiệp Bạn cùng tu tịnh độ Ứng với chúng sanh làm lợi ích rộng lớn Đối với hết thảy chúng sanh Bất luận họ học tôn phái nào Bất luận họ học tôn giáo nào Vì sao vậy? Vì họ đều là chúng sanh Ý nghĩa có hai chữ chúng sanh Vô cùng rộng lớn Phạm là hiện tượng do các duyên hòa hợp mà sanh khởi Đều gọi là chúng sanh Quý vị thì phạm gì thật quá rộng Trong Kinh Hoa Nghiêm nói Tình giữ vô tình đồng duyên chủng trị Đồng như thế nào? Hữu tình là chúng sanh Vô tình cũng là chúng sanh Thì nó giống nhau thôi Chúng ta bây giờ nói động vật là chúng sanh Các duyên hợp lại mà sanh Thực vật Qua cỏ cây cội Vẫn là các duyên hợp lại mà sanh khoáng vật Sơn hạ đại địa Cho đến hiện tượng tự nhiên Không có cái gì Chẳng phải là các duyên hòa hợp Mà sanh khởi Ý nghĩa chúng sanh này quá lớn Đối với tất cả hiện tượng Chúng duyên hòa hợp Mà sanh khởi Đều phải tùy thuận Đều phải cúng dường Đều phải tôn trọng Đều phải thừa sự Đây gọi là tôn trọng thừa sự như lai Như lai là tự tánh Bạn cùng tu học Đại Thừa không thể không biết đối với lý sự này không biết thì quý vị sẽ không làm được ứng ừ với chúng sanh làm lợi ích rộng lớn quý vị không làm được quý vị phải làm rõ đạo lý này chân tướng sự thật rõ ràng rồi thì quý vị mới làm được trong tâm quý vị thật sự có Hai câu bên dưới Sở tá thiện căn tức khi giữ chi Chỉ tự làm tất cả công đức và thiện căn Tất cả đều có thể hồi hướng Bố thí cúng dường cho hết thầy chúng sanh khiến cho họ lìa khổ được vui lìa khổ được vui là quả quả tức quả nhân nhân là gì nhân là phá mì khai ngộ Khổ của chúng sanh từ đâu mà có? Một lời để diễn tả hết là từ mê thức bản tánh mà có. Bản tánh bản thiện mê mất bản tánh tư tưởng kiến giải ngôn hành của họ đều sai không tương ứng với tự tánh trái ngược với tự tánh tương đây gọi là tạo nghiệp thọ báo khổ từ đây mà có là từ đâu mà có là từ giác ngộ mà có đã rõ ràng Thật tướng của các Pháp đã làm rõ Tư tưởng kiến giải ngôn hạnh của họ thuần túy Không lệch, không tà Với tên đức tương ứng Đây chính là được lạc như trong Kinh Đại Thừa Phật thường dạy Thường sinh tâm quan hỷ Mọi lúc mọi nơi Quý vị đều quan hỷ Quý vị đều vui vẻ Đây mới gọi là thật sự Hạnh phúc mỹ mãn Hạnh phúc mỹ mãn Đời người vui vẻ chỉ có Phật Bồ Tát mới hưởng thụ được. Quý vị muốn hỏi do nguyên nhân gì? Vì các ngài giác ngộ hiểu rõ, không còn mê, chính là đạo lý này. Vì vậy cho nên nếu muốn khiến hết thảy chúng sanh lìa khổ được vui, thì quý vị phải giúp hết thảy chúng sanh phá mê khai ngộ. Do đó chúng ta đã thấy được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Vì chúng ta mà thị hiện Sau khi thành đạo Ngài thị hiện 30 tuổi thành đạo Sau khi thành đạo thì bắt đầu dạy học 79 tuổi Đức Phật Niết Bàn Giảng kinh hơn 300 hội Thuyết Pháp 49 năm Đây là sự nghiệp một đời của Ngài Đức Phật đến thế gian này làm gì? Là đến giúp đỡ chúng sanh Phá mê khai ngộ Là đến làm việc này đây Mê của chúng sanh đạp phá Khai ngộ rồi Thì lìa khổ được Đây là bố thi vĩ đại nhất Của Phật Thích Ca Mâu Ni Đối tượng là hết thảy chúng sanh Trong biến pháp giới hư không dữ Đây gọi là Phật sự chính là sự nghiệp của nhà phật sự nghiệp của nhà phật là dạy học vậy cái gì vậy con người phá mê khai ngộ vì sao vậy vì chúng sanh lìa khổ được vui không phải đã rõ ràng đã minh bạch rồi sao Phật giáo có phải tôn giáo hay không? Quý vị nói nó là tôn giáo cũng được Quý vị nói nó không phải là tôn giáo cũng được Quý vị thấy cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Những gì Ngài đã làm Dùng lời lẽ của người thời nay mà nói Phật Thích Ca Mâu Ni là nhà giáo dục Là một nhà giáo dục Xã hội đa nguyên văn hóa Quý vị thấy cuộc đời của Ngài Có phải làm việc này hay không? Còn thân phận của Ngài Là đa nguyên văn hóa Người tình nguyện làm giáo dục xã hội Ngài dạy học không thu học tiết Không phân quốc gia Không phân chủng tộc Không phân tín ngưỡng Nam nữ già trẻ Chỉ cần muốn theo Ngài học Ngài đều dạy Cho nên nó là đa nguyên văn hóa Không có phân biệt Không có chấp trước Quý vị theo Ngài Ngài nhất định giúp quý vị phá mê khai ngộ Khiến quý vị lìa khổ được vui Gọi là hăng thuận chúng sanh Tùy hỷ công đức Chúng ta cần phải học theo Bất luận tại gia hay xuất gia Nhất định phải hiểu Người khác hỏi chúng ta Phật giáo là gì Phải nói cho rõ ràng Nói thấu đạo Thật sự đã rõ rồi Con người có thể không học Phật sao Việc đại sự trong đời người Chính là học Phật Phật là gì Phật là trí huệ Là giác ngộ Quý vị có cần trí tuệ chăng Quý vị có cần giác ngộ chăng Không có trí huệ thì quý vị ngu si Không có giác ngộ thì quý vị hồ đồ quý vị bằng lòng làm một con người hồ đồ hay sao quý vị bằng lòng làm một con người ngu si sao không bằng lòng chúng ta cần trí huệ chúng ta cần giác ngộ người có trí huệ giác ngộ người ấn độ gọi là phật đà Cho nên Phật giáo là giáo dục trí huệ Là giáo dục giác ngộ Đâu phải là mê tín Đối với nhận thức Phật Pháp không rõ ràng Thì nói nó là mê tín Oan cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Đổ oan cho Ngài có sai lầm hay không Đây cần phải chịu trách nhiệm về nhân quả Chúng ta ở đây không bàn nhân quả Khẳng định có trách nhiệm nhân quả Trách nhiệm nhân quả quả báo là gì Không tin tưởng trí huệ Không tin tưởng giác ngộ Đời đời kiếp kiếp ngu si Nghiệp nhân quả bao không sai chút nào Cho nên tự mình tạo tác Hết thị công đức Và thiện căn tích được Tất cả đều nên hồi hướng cho hết thị chúng sanh Nguyện hết thể chúng sanh, liệt khổ được vui Hồi hướng Bồ Đề, hồi hướng Bồ Đề là chính mình Tất cả công đức của chúng ta, chúng ta không cầu cái khác Chúng ta chỉ cầu trí huệ Trí huệ có thể giúp chúng ta nâng cao cảnh giới Ở Bồ Tát Đạo Từ thập tính Lên đến thập trú Thập hạnh Thập hồi hướng Thập địa Đặng giác diệu giác Chúng ta vì cái này Còn lại đều buông bỏ Vì sao vậy? Vì cái khác đều là giả Không phải chân thật Phật Pháp nói với chúng ta Thứ này là chân thật chân thật thì đời đời kiếp kiếp mang đi được là giả thì không mang đi được những thứ không mang đi được chúng ta đều không cần đều buông bỏ mang đi được thì phải siêng năng phải nỗ lực như người tu hành mật giáo nguyện tất cả công đức của mình đều thí cho hết thầy chúng sanh tất cả tội khổ của chúng sanh đều con xin chịu thay đây thật đáng nể phục cư sĩ hoàng niệm tổ là bậc thầy của mật giáo trong hiện giáo chúng ta xưng ông là lão cư sĩ có chút tuổi thân cho ông ở trong mật giáo gọi ông là kim cang thượng sư cho nên ở hiện giáo phải nên xưng ông là bồ tát người khác cũng không đặc biệt tôn trọng ông cũng không có tân bốc khen ngợi ông ông vẫn ở đó làm gì cực nhọc như vậy tin tận không biện nhạc ông làm cái gì ông thay chúng sanh khổ ngày nay chúng sanh thật sự khổ chúng sanh không nhận thức phật pháp Chúng sanh không biết cung kính Phật Pháp Vậy người học Phật Chúng sanh không cung kính là chuyện bình thường Hiện tượng bình thường Không kỳ quái Niệm lão có thể là người bình thường sao Người thường có thể viết ra những chú giải hay như vậy sao đó là điều không thể được Thầy giáo của ông là cư sĩ Hà Liên Cư Hiện giáo gọi ông là cư sĩ Ông nếu không phải Phật Bồ Tát thì không thể đem kim vô lượng thọ Một ngàn năm trở lại Có năm bản dịp Không có cách gì hội tập thành một quyển hay như vậy Trước đây có người làm Nhà Tân có Dương Long Thư đã làm Năm Hàm Phong nhà Thanh Có ngụy Mặc Thâm đã làm không hề dễ. Nhưng những quyển này đều có thiếu sót. Trong thiếu sót quan trọng nhất là chọn lọc không thỏa đáng. Cho nên không thể xem là bản hay. Cư sĩ hạ dùng thời gian 10 năm Sau khi hội tập thành Sửa chữa 10 lần Thành bản lưu thông này Trong tự văn của Mai Quang Hy Cư sĩ nói rất hay Tạng thẳng đối với quyển hội tập này không phải hư vọng trong chín ngàn năm mạt pháp của thế tôn thật sự có thể được độ giáng sanh thế giới cực lạc thân cận phật a di đà một đời chứng được quả Phật vô thường Ông nói chính là bộ kinh này Chính là quyển hội tập này Mới có thể giúp đỡ được Ở Trung Quốc Ở hơn một ngàn năm về trước quyển kinh vô lượng thọ này người nữ vào quyển này tu học rất ít vì sao vậy vì không có bản hay cho nên mọi người đều dùng kinh a di đà làm nền móng chuyên tu kinh a di đà có ba loại chú giải dùng ba loại chú giải kinh di đà này vô cùng quan trọng sớ sao của liên trì đại sư yếu giải của ngậu ích đại sư viên trung sao của u khê đại sư Quý vị nên siêng năng học tập Thật sự hiểu được ý nghĩa sâu xa của tình độ Giúp quý vị đoạn nghi sinh tính Giúp quý vị kiên định đại nguyện Giảng sanh bất thoái thành Phật Bản này xuất hiện Công đức thù thắng của nó Tuyệt đối Không ở dưới sớ sao yếu dài Chúng ta nên có sự nhận biết Bản thân chúng tôi có kinh nghiệm Ba chú giải bộ kinh di đà này Trước đây chúng tôi đều đã giảng qua rồi Sở sao và yếu dạy đã giảng qua mấy lần Đối với sự khế nhập của tịnh tâm Vẫn là ở quyển này Ở trong chú giải này nâng cao hơn chúng ta biết chư vị cổ đức này thật sự hết thị tội khổ của chúng sanh họ đảm đương họ chịu thay rồi Chúng ta nghĩ đến những chúng sanh này Còn chịu khổ hay không? Chúng sanh còn phải chịu khổ Nhưng quả báo mà chúng sanh chịu Đã giảm nhẹ Nếu như không có những vị Phật Bồ Tát này Đến giúp chúng ta thì khổ nạn của chúng sanh rất nặng việc này chỉ có người bước vào cảnh giới họ mới biết được như hạ lão hoàng lão họ hiểu được Họ không biết họ sẽ không chịu làm việc này Họ biết Cho nên thêm đau khổ Họ cũng quan hỷ Giúp những chúng sanh khổ nạn này Câu cuối cùng Nhớ Phật niệm Phật Nhớ niệm Tây Phương Phật a di Đà và cõi nước đó Phật A-di-đà là ai vậy? Phật A-di-đà chính là chúng ta Câu này Chúng ta không thể khiêm tốn khách sao Nhúng nhường Phải giống thái độ của chư vị cổ đức ngay thẳng đảm nhận cầu a di đà phật này là tiếng phạn nó có nghĩa là gì không phải không thể dịp Sự thật là tôn trọng không dịch Cho nên dùng dịch âm Nếu dịch thành ý nghĩa chữ hán Thì A dịch là vô Di đà dịch là lượng Phật dịch là trí huệ Dịch là giác ngộ Ý nghĩa của A Di Đà Phật là Vô lượng trí huệ Vô lượng giác ngộ Chính là ý nghĩa này Vô lượng trí tuệ Vô lượng giác ngộ là ai Là chân tâm Là tự tăng Hết thể chúng sanh đều có Phật tăng Ở trong Phật tánh Trong Kinh Hoa Nghiêm nói rất hay hết thể chúng sanh đều có đức tướng trí tuệ của như lai đức là đức năng tướng là tướng hảo quý vị thấy trí huệ đức năng tướng hảo tất cả đầy đủ một chút khiếm khuyết cũng không có đây gọi là a di đà phật hết thể chúng sanh đều có chỉ là quý vị hiện tại bị mê thất mà thôi Cho nên a di đà Phật là thông hiệu Của tất cả chư Phật như Lai Đều có thể gọi Chỉ cần là Phật Thì đều có thể xưng là a di đà Phật Thông hiệu Nó không phải tên chuyên môn Vậy Đức A-di-đà Phật ở thế giới Tây Phương Cực Lạc thì sao? ngài là tỷ kheo pháp tạng tu thành đức phật thích ca mâu ni thành phật chúng ta có thể xưng là thích ca mâu ni a di đà phật để thêm vào danh hiệu của ngài thói quen của chúng ta chỉ xưng là a di đà phật nhưng đều biết a di đà phật này là a di đà phật của thế giới tây phương cực lạc do pháp tạng tu thành chúng ta đến thế giới tây phương cực lạc để thành phật danh hiệu thành phật cũng là a di đà phật Bây giờ tu hành Chúng ta xưng diệu âm Bồ Tát Diệu âm là phẩm sau cùng của kinh này Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thọ ký cho chúng ta Diệu âm là gì? Diệu âm chính là A-di-đà Phật Danh hiệu diệu khó tả thành lời Cho nên chúng ta phải học nhóm người của a xà dương tử mà trước đây đã nói qua nghe đức phật thích ca mâu ni giảng kinh vô lượng thọ trong tâm đã phát nguyện phát nguyện cầu sanh thế giới cực lạc sau này ở thế giới cực lạc thành phật phải giống giới a di đà phật Phía trước có ví dụ Chúng ta phải theo vào Chúng ta cũng giống như a xà dương tử Sau này ở thế giới cực lạ thành Phật Phải giống như a di đà Phật Như thế là đúng rồi Không giống a di đà Phật Thì quý vị đã hoàn toàn sai Điều này chúng ta không thể không hiểu phải siêng năng phải nỗ lực phẩm này là nói về chánh nhân giảng sanh không có nhân làm sao có quả nhớ phật niệm phật chắc chắn không thể gián đoạn ức ừ. Là trong tâm quý vị nghĩ đến Phật Niệm là trong tâm quý vị thật sự có Phật Diệu hành niệm Phật Vua trong các thiện Là diệu trong các diệu Kính trong các kính Chính này là cái gì? Là đường tắt Không có con đường nào gần hơn con đường này Không có con đường nào nhanh hơn con đường này Hạ liên công thị hiện cho chúng ta Quan niệm lão vì chúng ta thị hiện Hai con người này thông tông thông giáo, hiển mật diễn dung. Cuối cùng đều là niệm Phật cầu sanh tình độ. Trí giả đại sư của thiên thai là tổ sư của tông Pháp Hoàng. Cuối cùng Ngài niệm Phật giảng sanh Ngài không tu chỉ quan Trung phong thiền sư của Triều Nguyên Tam thời phổ niệm Pháp sự Do Ngài biên soạn Soạn rất hay Cuối cùng Ngài là niệm Phật giảng sanh Chúng ta không thể không biết Chứ gì tổ sư này Vì chúng ta mà thị hiện ra Chỉ ra con đường thành Phật cho chúng ta Cho nên niệm Phật xưng là diệu hạnh. Trong kinh Đại tập, Đức Thế Tôn đã nói cho chúng ta rõ ràng: "Xưng niệm A Di Đà Phật cầu sanh thế giới cực lạc." Đây là vô thượng thâm diệu thiền. Cho nên nói là Vua trong các thiện Diệu trong các diệu Kính trong các kính Quý vị tu pháp môn khác Trong một đời chưa hẳn có thể thành tựu Vì sao vậy? Vì họ phải đoạn tiền nào Mới có thể hướng đến lên trên Phiền não không đoạn được Thì quý vị không ra được lục đạo luân hồi Đây là thật không phải giả Duy chỉ môn tịnh tông này Chủ trương là đới nghiệp giảng sanh Cũng chính là nói phiền não không đoạn không sao cả mang đến thế giới cực lạ rồi đoạn đời này muốn đến thế giới tây phương cực lạc chỉ có ba điều kiện chân tín thật sự muốn đi chân niệm phật thì được rồi quý vị xem đơn giản như vậy thôi Hai phẩm 24, hai 25 của kinh này Chuyên nói về phương pháp giảng sanh Phẩm 24 chú trọng ở phẩm vị giảng sanh Phẩm 25 này chú trọng ở phương pháp trong chánh nhân phát tâm niệm phật thật là trọng yếu đây là đại sự quan trọng nhất đoạn kinh giang này tổng cộng nói về sáu sự gì thứ nhất là thọ trì kinh này chúng ta muốn đến thế giới tây phương cực lạc nương vào phương pháp gì chính là nương vào bộ kinh này. Thứ hai là cầu sanh tiện độ. Thật sự phát tâm cầu sanh tiện độ thân cận Phật A Di Đà. Chúng ta quy y, quy y Phật A Di Đà. Thứ ba là phải phát tâm bồ đề. Tâm Bồ Đề phải giọng dưới những gì Ngẫu Ích Đại Sư đã nói Đối với pháp môn này Thật tin không có chút hoài nghi nào Chân nguyện Chân tín Chân nguyện giảng sanh Tâm này chính là Bồ Đề Tâm Ngẫu Ích Đại Sư đã nói Tâm này là tâm vô thượng Bồ Đề Giảng duyên đều buông bỏ Một lòng một ý Cầu sanh tịnh độ Thân cận Phật A-di-đà Thứ tư là phải nghiêm trì giới luật Phía trước đã nói rất nhiều Giới luật bây giờ chúng ta làm Không tốt Nguyên nhân là ở đâu Không hạ thủ từ cội rễ Người xưa giỏi hơn chúng ta Người xưa từ nhỏ đã cấm rễ Cấm rễ là cái gì Cấm rễ là đệ tử quy Trong tịnh nghiệp tam phứ tôi đã nói rất rõ Hiếu dưỡng phụ mẫu Phụng sự sư trưởng từ tâm bất sát Tu thập thiện nghiệp Đây là điều kiện thứ nhất Để giảng sanh tịnh độ Phải nên tuân thủ Làm thế nào hiếu dưỡng phụ mẫu Làm thế nào tôn sư trọng đạo Học được đệ tử quy Và thực hành nó Thì quý vị đã làm được Đây là con đường xưa nay Chứ vị tổ sư mở ra cho chúng ta Nếu như không có con đường này Cũng được Quý vị phải theo con đường Của Phật Thích Ca Mâu Ni Chỉ dẫn Trước học tiểu thừa Sau học đại thừa Cổ nhân của chúng ta Dùng nho giáo và đạo giáo Để thay thế tiểu thừa Thì không cần học kinh tiểu thừa Nếu như nho giáo cũng không Học tiểu thừa cũng không học Thì đại thừa sẽ thiếu sót Học thế nào cũng học không giống được Cho nên nho đạo thích ba cái căn này Quan trọng hơn tất cả Bất luận tại gia hay suốt gia Ít nhất là dùng thời gian một năm Học kỹ đệ tử quy cảm ứng thiên thập thiện nghiệp Không phải độc thuộc Cũng không phải dạng thụ đạo Mà phải thực hành được Vậy mới hữu hiệu Thứ năm là làm lợi hữu tình Chúng ta hôm nay đã giảng Mang tất cả công đức của chúng ta tu được Hồi hướng chúng sanh Hồi hướng bồ đề Hồi hướng thật tế Đây là mục tiêu tu hành của chúng ta Chúng ta không cầu phước báo nhân thiên Phước bao đều không cầu huống hồ những danh lợi trước mắt Ngũ dục lục trần Tất cả đều buông bỏ Sau cùng là thứ sáu Nhớ Phật niệm Phật Phía trên là nhân Phía dưới là quả Nhân quả theo nhau như hình dưới bóng Nhân đã hiểu rồi Phải tu thật tu Bên dưới là nói về quả Có nhân nhất định cảm được quả Như hình dưới bóng thân là nhân cái bóng ở dưới ánh mặt trời bóng không phải thân nhưng bóng không rời bỏ thân rời hình thì không có bóng rời bóng thì không có hình người này khi lâm chung như sắc tướng của phật là quả báo hiện tiền quý vị lúc sắp lâm chung Giáng sanh về thế giới cực lạc nhất định là phật a di đà định tiếp dẫn quý vị đây là lời nguyện của phật a di đà không thể có người thầy thế cái này phải ghi nhận chắc chắn là phật a di đà định tiếp dẫn lúc tiếp dẫn quý vị được hào quang của Phật chiếu soi Tự quý vị cảm thấy Mình đang đứng trên đài sen Thân tướng của quý vị với Phật A-di-đà hoàn toàn tương đồng Trong kinh Đức Thế Tôn đã tùy duyên mà nói Tùy theo duyên của chúng sanh Mà nói thân có 32 tượng 80 vẻ đẹp Tưởng tốt đầy đủ Còn trên thực tế Quý vị phần nhiều cảm thấy bất ngờ Vì sao vậy? Phật A-di-đà Thân có vô lượng tướng, tướng có vô lượng vẻ đẹp, không phải chỉ có 32 tướng 80 vẻ đẹp, không chỉ vậy. Người đó như Phật, thân ánh sắc vàng, 32 tướng, đồng thời đầy đủ công đức trang nghiêm giống như Phật. Vì sao vậy? Vì Phật quan vừa chịu Oai thần bổ nguyện của Phật gia trị Nên quý vị lên đến A Duy Diệt Trí Bồ Tát Không phải quý vị thật sự chứng được Là Phật A Di Đà gia trị quý vị Không chứng được quý vị cũng còn. Sanh trong nước báo nhanh được nghe pháp sanh điện thế giới tây phương cực lạc để làm cái gì để đi học ở trong giảng đường lớn của phật a di đà đến làm học trò à, nghe giáo huấn của phật thế giới cực lạc Quý vị thầy Phật Thích Ca Mâu Ni Vì chúng ta giới thiệu chỗ này rất rõ Không thầy Phật Thích Ca Mâu Ni Nói thế giới cực lạc có chính phủ Có vừa chúa Chưa thấy nói qua Thế giới cực lạc không có Thế giới cực lạc không có sĩ nông công thương Thế giới này của chúng ta có các ngành các nghề Thế giới cực lạc không có Thế giới cực lạc rất đơn thuần Chỉ có thầy giáo và học sinh Phật là thầy giáo Bồ Tát là học sinh Rất đơn thuần chỉ hai dạng người này Hơn nữa Thân của họ Và cõi nước của họ cư trụ Với chúng ta bên này hoàn toàn không giống nhau Bên này chúng ta là nhất hợp tướng Mà trong Kinh Kim, kim Cang đã nói Các vị có biết thế nào là nhất hợp tướng chăng? Bớt luận là động vật Thực vật khoáng vật Hiện tượng tự nhiên đều là nhất hợp tướng Hợp là tổ hợp Nhất là một thứ trong kinh Phật nói cho chúng ta Cái gì là nhất hợp tướng Cực di chi di là nhất hợp tướng Ngày nay nhà khoa học đã biết Cái gì là nhất hợp tướng Lượng tử là nhất hợp tướng trong kinh Phật gọi nó là cựu di chi di Ngày nay nhà khoa học gọi nó là lượng tử trong chú dạy hoàn niệm lão Dùng danh từ gọi là trung di tử Ba mươi năm gần đây nhà vật lý học mới phát hiện được Toàn là những thứ này tổ hợp lại Nhất hợp tượng Nhất hợp tượng không phải thật Đủ duyên thì tướng hiện Hết duyên thì tướng không còn nữa Tụ tá vô thường Thế giới cực lạ không phải nhất hợp tương Nó là gì? Nó là thân pháp tánh, cõi pháp tánh So với ở đây của chúng ta hoàn toàn khác nhau Cho nên Người của thế giới Tây Phương cực lạ không cần ăn uống không cần ngủ nghỉ quý vị thấy chúng ta ăn uống ngủ nghỉ chiếm hết bao nhiêu thời gian họ ở nơi đó không cần cho nên bước vào thế giới tây phương cực lạc chính là bước vào trường học này quý vị ở trong lớp học bước vào lớp học rời lớp học thì quý vị đã thành phật đã tốt nghiệp rồi Điều này thật quá di diệu Thật sự là một đời thành tựu Ngồi ở trong lớp học này cần bao nhiêu thời gian? Thời gian dài ngắn Không tương đồng Vì sao vậy? Vì có người tin tận Thì họ tốt nghiệp sớm hơn có người hơi lười biếng một chút Chậm chạp một chút Thì họ tốt nghiệp chậm dài ngày Đúng là không thể nghĩ bài Thông thường Như chúng ta thấy Tam bội cửu phẩm So với 41 vị pháp thân đại sĩ Của Kim Hoa Nghiêm Nếu so sánh như vậy Chính là Ba đại A Tăng kỳ chỉ Đây là gì? Là cõi thật báo tra nghiêm của tất cả chư Phật như lai. Thế giới cực lạc không phải như vậy. Thế giới cực lạc nhanh. Dựa qua cõi nước của chư Phật rất nhiều, rất nhiều. Cho nên không thể nghĩ bằng nói một cách khác đến thế giới cực lạ khi nào quý vị thành phật chúng ta có lý do để tin tưởng có người giảng sanh thế giới cực lạ trong ngày thì đã thành phật vì sao vậy trong giáo lý đại thừa, Đức Phật thường dạy: Chúng ta chỉ cần đem ba loại phiền não buông bỏ thì thành Phật. Đức Phật dạy: Buông bỏ chấp trước. Chấp trước là kiến tư phiền não. Buông bỏ chấp trước nghĩa là kiến tư phiền não đã đoạn. Thì quý vị chứng quả A la hán. Quý vị mãi mãi thoát ly luân hồi lục đạo Đây là loại buông xạ thứ nhất Thứ hai là buông bỏ Phân biệt Phân biệt trong giáo lý đại thừa gọi là Trần sa phiền não Buông bỏ được phiền não này Thì quý vị là Bồ Tát Cao hơn A-la-hạng Bích-chi Phật Cuối cùng buông bỏ vô mình Vô thỉ vô mình cũng buông bỏ Thì quý vị diễn diễn thoát ly 10 Pháp giới Đi đến nơi nào đã thành Phật rồi Đi đến cõi thật báo trang nghiêm rồi Cõi thật báo trang nghiêm có 41 cấp bậc Căng tánh chúng ta chậm một chút, kém một chút 41 cấp bậc này từ cấp 1 đến cấp 2 Từ tư tư thì tốt nghị Cần bao nhiêu thời gian? Trong kinh nói là Ba A Tăng Kỳ Kiếp Phẩm sau cùng Sanh tượng tập khí vô minh đã đoạn rồi Thì quý vị thành diệu giác như lai Diệu giác như lai Nói cho các vị biết Không trụ lại quậy thật bạo trang nghiêm Họ trú ở đâu? Họ trú ở thường tịch quang đó chính là cứu cánh viên mạng Nhưng chúng ta suy nghĩ Thế giới Tây Phương Cực Lạc Chắc chắn có rất nhiều người Không phải số ít Họ vô cùng nhanh chóng Có năng lực Đem Hiển tư phiền não Trần xa phiền não, vô mênh phiền não Cùng lúc buông xả Trong một niệm thì đã buông xả Họ một niệm buông xả thì chứng được quả Phật cựu cảnh viên mạng Vì sao vậy? Chúng ta có lý do để tin tưởng Chúng ta thì trong lục tổ đàn kinh Huệ năng đại sư chính là một lúc buông xả Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở dưới cây Bồ Đề Cũng là một lúc buông xả Một người ở Đông Phương Một người ở Tây Phương Làm tấm gương tốt nhất cho chúng ta thấy Giáng sanh đến thế giới cực lạ Nghe Đức Phật A-di-đà giảng kinh thuyết Pháp Quát nhiên khai ngộ Đã buông xả rồi Thì họ thành Phật họ ờ, đã tốt nghiệp Cho nên thế giới cực lạ của lớp đặc biệt này Không phải lớp bình thường Chúng ta càng tỉ mỉ quan sát Để lĩnh ngộ Thế giới cực lạ Thật sự không thể nghĩ bằng Chống được nghe Pháp Nghe Pháp là khai ngộ Khai ngộ là chứng quả Cho nên người này khi lâm chung Sắc tướng như Phật Và nhanh được nghe Pháp Chúng ta ở nơi thế gian này Nghe Pháp không dễ dàng giá lại người thuyết pháp đều là phàm phu, chưa có khai ngộ, chưa có chứng quả, làm sao so sánh được với Phật A Di Đà? Thật sự thích nghe pháp, mau chóng niệm Phật mà về thế giới cực lạ thân cận Phật A Di Đà thì được rồi. Chúng ta xem tiếp đoạn dưới. Chánh nhân thứ hai Phục thứ a nan à. Như hữu chúng sanh Dục sanh bị quốc Duy bất năng đại tinh tấn thiền định Tận trì kim giới Hiểu đường tác thiện Sở dị nhất bất sát sanh Nhị bất thâu đạo tam bất giam dục tự bất vọng ngôn ngủ bất mệt ngữ lục bất ác khẩu thất bất lưỡng thiệt bát bất tham cửu bất sân thập bất si như thị trú dạ tư duy cực lạc thế giới a di đà phật chủng chủng công đức chủng chủng trang nghiêm chí tâm quy y đảnh lễ cúng dường thị nhân lâm chung bất kim bất bộ tâm bất biên đạo tức đắc giảng sanh bỉ phật quốc độ đây là lợi chánh nhân thứ hai trong đó có ba đoạn nhỏ đoạn nhỏ thứ nhất tô thập thiện nghiệp đoạn nhỏ thứ hai ngày đêm niệm phật đó nhỏ thứ ba Một lòng quy y đảnh lễ cúng dường Thứ nhất là Nhân của Thượng Bối Giảng Sanh thứ hai là nhân của trung bối giảng sanh chúng ta xem chú giải của niệm lặng một tu hành thập thiền Căn cứ theo thứ tự Pháp dân Thập thiện tức là ngăn ác Trước khi ngăn ác Không phiền gì nó Bây giờ hành thiện Lợi là tất cả Hai câu này là nói tổng quát Thật sự muốn tu hành thiện Muốn học Bồ Tát Thứ nhất Không nên để người khác Vì chúng ta Mà nổi phiền não Người khác nổi phiền não Là nhân của chúng ta chưa đến Thì chúng ta đã sai Chứ Phật Bồ Tát tuyệt đối không làm như vậy cho nên chư Phật Bồ Tát tiếp xúc với đại chúng Có thể khiến hết thầy chúng sanh Sanh tâm quan hỷ vô thị vui vẻ Quý vị thầy Phật giáo Trung Quốc Biểu pháp dạy người Đạo tràng tự viện an đường Chánh quy của Phật giáo Bước vào cổng Kiến trúc đầu tiên là điện thiên dương Cộng chính Bước vào trong điện thiên dương Quý vị thấy đầu tiên là ai Di Lạc Bồ Tát Bố Đại Hoa Thượng Ngài ở trong đó Đối diện với cửa lớn à, nhìn... Quý vị thấy ngày đầu tiên à, sẽ... Ngài có hình tướng thế nào? À, Tràn đầy quan hỷ à, mình... Cho nên có người gọi Ngài là Phật quan hỷ à, mình... Tràn đầy quan hỷ à, Miệng cười đón người Bộ ngài rất lớn, tượng trưng cái gì có thể dung dạng vật, có thể bao dung. Cổ Đức dùng tám chữ để hình dung ngài. Sanh bình đẳng tâm, thành hỷ duyệt tương. Tám chữ này là điều kiện của quý vị vào cửa Phật Quý vị có đầy đủ điều kiện này Thì quý vị mới có tư cách vào cửa Phật Ở đây chúng ta biết được Muốn nghĩ đến giảng sanh thế giới Tây Phương cực lạc là... Tuy không thể giống loài thứ nhất Đại tinh tấn thiền định Chữ đại này có thể dung thông Đại tinh tấn đại thiền định Chúng ta không làm được Cũng không thể được tận trì kinh giới Chúng ta ở trong kinh điện Chỉ có thể chọn một hai loại Nhất môn thâm nhập Trường thời quân tu Tấn trì kinh giới Đó là học rộng nghe nhiều Không phải người thường Có thể làm được Cái này không làm được Phải làm sao Phải nên làm thiện Chính là không phiền với họ Lợi lạc tất cả Cho nên nhất định phải học Dùng tâm gì để tiếp xúc với tất cả chúng sanh Tâm quan hỷ Tâm quan hỷ này từ đâu mà có quý vị nhất định nên ghi nhớ những lời Đức Phật thích ca mâu ni dạy không phải là giả dối. Hết thể chúng sanh vốn dĩ là Phật, hết thể chúng sanh đều có Phật tánh, đã có Phật tánh đều nên làm Phật. Chúng ta tiếp xúc với chúng sanh như thế nào, Phật đã đến quá vui mừng Quý vị nghĩ mà xem Nếu như hôm nay Phật A di đà đến Quý vị thích hay không? Quý vị có thể xem tất cả mọi người đều là Phật A di đà Thì tâm quan hỷ đã đến Người này tôi ghét Nhìn thấy họ là tôi nổi sân Đó là tâm la sát Hiện bày đó không phải là người tu đại thừa Không phải người tu tịnh độ Tu tịnh độ tu đại thừa Thấy hết thể chúng sanh Nhất định sanh tâm quan hỷ Chúng ta vui mừng Họ không vui mừng Không nên chịu ảnh hưởng của họ Phải khiến họ chịu ảnh hưởng của chúng ta Chúng ta không nên chịu ảnh hưởng của họ vì sao vậy? Vì ta biết họ vốn dĩ là Phật Tự họ không biết Chúng ta bị Cho nên trong con mắt chúng ta Thấy được hết thể chúng sanh Đều là chư Phật Bồ Tát Họ tu pháp môn của địa tạng Thì họ là địa tạng Bồ Tát Họ tu pháp môn của Quán Âm Thì họ là Quan Âm Bồ Tát Tu pháp môn của Phổ Hiền Thì đó là Phổ Hiền Bồ Tát Tịnh Tông là tu pháp môn Phổ Hiền Quý vị xem phẩm thứ hai của kinh này Phẩm thứ hai vẫn là tự phẩm Đề tựa là Đức Tuân Phổ Hiền Đây là nói rõ Thì giới cực là tất cả đều tu hạnh Phổ Hiền Nguyện đầu trong mười đại nguyện của Phổ Hiền là Lệ kính chư Phật Có thể không quan hỷ sao? Gặp được bất kỳ người nào vui vui mừng mừng chắp tay cung kính Vì sao vậy? Vì họ là chư Phật Bồ Tát Dùng tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chân thành để tiếp xúc Như vậy là đúng rồi Không tu hạnh phổ hiện. Trong kinh Hoa Nghiêm nói: Bồ Tát không thể thành Phật. Thế giới Cực Lạc vì sao người người đều nhanh thành Phật? Vì tất cả mọi người của thế giới Cực Lạc đều tu hạnh phổ hiện. Ba câu trước của hạnh phổ hiện là Lệ kính chư Phật Xưng tả như lai Quảng tu cúng dường Phải làm thật Phải thật sự đem nó thực hành trong cúng dường tôi nghĩ rất nhiều bạn đồng tu đều đọc qua kinh kim càng trong kinh kim càng nói rất hay cúng dường đại thiên thế giới bằng thất bảo cũng không sánh được với cúng dường pháp dù là nói một câu kệ trong cúng dường pháp vì sao vậy vì cúng dường pháp có thể giúp họ khai ngộ Cúng dường đại thiền thế giới thất báo Họ không khai ngộ được Phật giáo trọng pháp không trọng tài Tài là nên xả bỏ nhưng tài này thật lạ kỳ càng xả càng nhiều làm thế nào càng nhiều càng xả không nên giữ tất cả đem nó xả bỏ thật sự càng xả càng nhiều càng nhiều càng xả Đến nơi nào để xả Ấn Quang Đại Sư dạy chúng ta Một phương pháp rất hay Đó chính là Hành Pháp Bố Thí Ấn Quang Đại Sư khi còn tại thế Ngày nổi danh rất muộn 70 tuổi Mới được mọi người phát hiện có người này có đạo đức Có học vấn Thật sự được xã hội tôn kính 80 tuổi thì ngày viên tịch Thật sự quan Pháp chỉ có 10 năm Nhưng 10 năm thành tựu đó Ở trong gần trăm năm Hàng xuất gia tại gia Không người nào có thể sánh với Ngài Điều này chúng ta phải thận trọng để lãnh hội Sự thành công của Ngài Người xưa có câu Hậu tích bạc Quý vị thầy, Ngài tu hành mấy mươi năm, không có người biết. Năm bảy mươi tuổi, một nhân duyên ngẫu nhiên, có những cư sĩ nghiên cứu kinh dạo. Định Phổ Đà Sơn chơi, trong vô tình gặp được, cùng đàm đảo với Ngài. Cảm thấy Lão Hòa Thượng này rất tài ba Sau khi trở về Ở trên bảo tạp chí viết bài văn Đối với Lão Pháp Sư cung kính tán thán Lão Pháp Sư đã nổi tiếng Bắt đầu hoàn pháp lợi sanh Ngài dùng phương pháp gì? Ngài dùng thư tín Chính là ấn quan đại sư văn sao vì Ngài nói chuyện giọng địa phương rất nặng Nhiều người nghe không hiểu Cho nên dùng gian tự để hoàn pháp Lưu lại thành gian sao Nội dung của gian sao rất phong phú Hiện giáo mật giáo Tông môn giáo môn Đại thừa tiểu thừa Ngài không có cái nào không thông Ngài chỉ một phương hướng Một mục tiêu Chuyên khuyên người niệm Phật Cầu sanh tìm đồn Trong 10 năm này Người ngưỡng mộ Ngài rất nhiều Cúng dường quá nhiều Cúng dường của tứ chúng đệ tử Ngài làm một việc lạ Ấn kinh Ngài không làm việc khác chỉ là một gì Tự là một xưởng in ấn Ở chùa Bảo Quốc Tô Châu quan Quá Xã quan Quá Xã tự mình in sách Ngài biết ở thời đại đó Tuyên truyền bằng văn tự là hữu hiệu nhất Hiệu quả cũng rất lớn Phạm là người đọc sách Đều thích sách của Ngài Sách tịch của Ngài Thành quyển lưu thông Không kiếm tiền Sách cũng in rất đẹp Hiệu định chính xác được gọi là sách tốt nhất tôi đọc được sách của ngài nghị định việc làm của ngài khổ tâm giáo huấn của ngài tôi học ngài Tứ chúng đồng tu cúng dường tôi Tôi cũng đem đi ấn kim hết Mong kết duyên với toàn thị dân Cho nên Pháp duyên rất thù thắng Tiền nhiều ấn tống được nhiều Tiền ít thì ấn tống ít Hai năm này ấn tống được không ít Chúng tôi ấn tông Đại Tạng Kinh được hơn 7.000 bộ Mục tiêu của chúng tôi là hướng đến ấn tông 10.000 bộ ấn Đại Tạng Kinh à, Quốc, Truyền thống văn hóa Trung Quốc Chúng tôi vào trong tiệm sách mua sách Họ đệ giá rất ưu đại cho chúng tôi Chúng tôi mua được nhiều Tứ khố toàn thư mua được 100 bộ tặng cho thư viện trường đại học bộ sách này đã bị phân tán rồi tứ khố hội yêu hai trăm bộ sách còn chưa phát hành cuối năm này sách sẽ phát hành hai trăm bộ hai trăm bộ này nói với các vị là 10 triệu đô la đây Đều là dùng vào việc tốt này Truyền thống văn hóa Trung Quốc sẽ không mất đi Ngoài việc này ra Con bồi dưỡng Đồng tham đạo hữu Thật sự muốn học Bây giờ ở Malaysia Nhóm của Thái Lệ Húc Đại khai Có hơn 30 người Họ phát tâm lớn Vì dạng thánh tiếp tuyệt học Vì muôn đời mở hòa bình Đối với truyền thống gian hóa xưa Đối với Phật Pháp Vì tột Phật quệ mà Vì chánh Pháp lâu dài Thật hiểm có Trong những người này tương lai tuyệt đại đa số Là lấy thân phận xuất gia để xuất hiện Chúng ta toàn tâm toàn lực chăm sóc họ Hy vọng họ An cư lạc nghiệp Cung cấp cho họ môi trường tu học Hy vọng trong 10 năm Giống như hình thức bế quan Mỗi một người chuyên học một môn Nhất môn thâm nhập trường thời quân tu Sau 10 năm trở thành chuyên gia rồi Hoặc là kinh sư, hoặc là luận sư, hoặc là dạ luật sư nghiên cứu giới luật Sau 10 năm, Phật giáo có nhân tài xuất hiện Lưu thông kinh điện rất quan trọng Nhưng kinh điện không có người giảng dạy không được Quý vị xem không hiểu cần bồi dưỡng một khóa thầy giáo đối với truyền thống học thuật của trung quốc nho giáo đạo giáo phật giáo những nhân tài này chúng ta đều cần quan tâm phải toàn tâm toàn lực giúp đỡ họ phật pháp truyền thống văn hóa trung quốc lại được phục hưng Gánh giá của chúng ta rất nặng Chúng ta sẽ làm rất vất vả Lúc nào có thể hồi phục Có thể ba đời, bốn đời, năm đời sau đó Không phải một đời thì có thể phục hơn được Không dễ dàng như vậy đâu Nhưng thứ này bị đoạn mất Có hơn một trăm năm rồi từ từ hồi phục trở lại Đại khái cũng gần 100 năm Cho nên bây giờ bồi dưỡng nhân tài Sở dây ẩn tống kinh sách còn quan trọng hơn Ẩn tống kinh sách có tiền thì có thể ẩn Nhân tài không thể thời gian ngắn mà có thể đào tạo thành được Ít nhất phải 10 năm Cho nên đây là việc đại sự trước mắt của chúng tôi Là thiện hành chân chánh trước mắt của chúng tôi Đầu tiên Ngăn ác trước đây Những việc chúng ta đã làm sai trước đây Phải sửa đổi lại cho đúng nên nhớ tuyệt đối không gây hại người khác không thể để người khác vì chúng ta mà nổi phiền não phải niệm niệm lợi lạc hữu tình dưới đây là nói về thập thiện thứ nhất không sát sanh ngăn việc á sát sanh trước đây nên làm việc thiện phóng sanh Trước khi chưa học Phật Không hiểu rõ Việc sát sanh đã làm rất nhiều Tuy là không giết người Nhưng ngoài có người ra Những chúng sanh này đều giết Đặc biệt là động vật nhỏ con mũi con chiến Rồi nhặn con giả Có từng giết chưa Đã giết bao nhiêu rồi Không thể tính được Quý vị không nên xem thường con kiến Nó cũng là một sinh mạng Nó cũng là một vị Phật Hết thể chúng sanh vốn dĩ là Phật Nó cũng là một vị Phật sau khi học Phật mới hiểu được Bây giờ thấy động vật nhỏ này Đều chấp tay Bồ Tát kiến Bồ Tát mũi Chúng ta đều gọi nó là Bồ Tát Nó muốn đến cắn một miệng Thì chúng ta cúng dường Bất quá nó cũng chỉ đến ăn một bữa mà thôi Chúng ta cúng Phật, cúng dường Phật Cúng dường Phật có công đức Quý vị giết chết nó có tội sau khi đã hiểu tâm của chúng ta đều sửa lại chúng ta đối với động vật nhỏ hòa thuận với nó tôn trọng nhau chúng ta gọi nó là phật nó cũng sẽ gọi chúng ta là phật chúng ta gọi nó là bồ tát nó cũng gọi chúng ta là bồ tát rất dễ sống mười mấy năm gần đây tôi ở úc châu mười hai năm ở đó có khu vườn rất rộng chúng tôi trồng rau trồng một vườn rau rất lớn vườn rau mỗi ngày có thể cúng giường ba trăm người Đạo tràng của chúng tôi mỗi ngày ăn cơm không qua một trăm người Cho nên rau của chúng tôi rất nhiều Mang bổ thị Phạm là người đến đạo tràng nhỏ này của chúng tôi Nhất định đều tặng rau để họ mang về Chúng tôi 12 năm này Thành công ở điểm nào? Hợp tác với những côn trùng Rau đều có côn trùng ăn Chúng tôi đến ước với côn trùng Ở trong vườn rau Dạch một khu vực chuyên cúng dường chúng nó Côn trùng ăn đều đến nơi đó để ăn Bên này của chúng tôi nó đều giữ lại Thật sự nó không đến bên này Đến giường rào nhìn thấy Thì quý vị đã hiểu được Trên những lá rào mà bị nó ăn Có những lỗ nhỏ Bên này hoàn toàn không có Có thể thông, có thể hợp tác Hợp tác lẫn nhau Chúng ta phải nuôi thân mình Thì cũng nên nuôi thân chủ nó Chúng tôi trồng cây ăn trái Cây ăn trái rất nhiều Có hơn ba chục loại cây ăn trái không giống nhau Nếu chim ăn Chúng tôi ký ước với chim Chuyên môn chỉ định mấy cây cúng dường chúng nó Chúng tôi cũng dùng tâm chăm sóc dung bồi cho chim ăn Không chỉ định Thì chim nó sẽ không ăn 12 năm không phải một ngày hai ngày ở đây đã làm thành công cho nên động thực vật ngay cả thực vật chúng ta đều nên lui tới Ở trong giường rau, bây giờ chấm giường rau là ngộ khiêm Pháp Sư. Cô ấy nói với tôi, việc của năm trước. Một đêm nằm ngủ, vàng mướp báo mộng cho cô, trong giường rau chúng tôi có trồng vàng mướp. Báo mộng cho cô, nó nói, nó đã già rồi, tại vì sao không hái nó. Đến hôm sau đi Thì cô theo chỉ dẫn của Giang Mướp Đi tìm Quả nhiên tìm được Thật sự đã quá già Không thể ăn được nữa Giữ nó làm giống Nói với nó giữ nó làm giống Quý vị thấy Giang mướp đã chín rồi Vì phía trước có lá cây che khuất không thấy được Thần cây báo mộng Họ nghe kinh niệm Phật đã giảng sanh Chúng tôi nghe được tin đáng mừng này Học viện thành lập 10 năm Thần cây của mấy cây ở trước cổng học viện Họ ngày ngày nghe kinh Hay cây giảng sanh quỷ thần tu hành tốt hơn con người động vật nhỏ có cảm tình chúng ta yêu thương nó nó yêu thương chúng ta cho nên nhất định không thể làm tổn hại nhau chúng ta hy vọng người khác đối với chúng ta thế nào chúng ta nên như vậy đổi đãi người khác cho nên phải yêu thương chúng nó Phải quan tâm chúng nó Phải chăm sóc chúng nó Phải giúp đỡ chúng nó Bao gồm đối với cây cối hoa quả Đối với sơn hà đại địa Phóng sanh phải có cái tâm này thấy được thì phải làm không nên hoài nghi không nên đắn đo bây giờ rất nhiều đạo tràng lúc làm pháp hội phần nhiều đi phóng sanh trước tiên đến nơi người đánh bắt đặt hàng với họ cái này sai rồi vì sao vậy khuyến khích họ đi bắt? Đây không phải là dịp tốn. Phóng sanh nên ở lúc bình thường. Không cần phải chọn ngày. Loại phóng sanh đó lúc bị bắt về đều hận quý vị. Các người xem nếu các người không đi mua của họ, họ sẽ không bắt bọn ta. Chúng ta đều phải nghỉ đêm Hàng ngày đến chợ mua thức ăn Thấy đường những con vật đang sống này Chú ý mà quan sát nó Thật sự có thể sống tiếp được Thì mua về phóng sanh Thấy hình dạng đó của nó Phóng sanh cũng sống không nổi Thì không cần mua Làm tam quy y cho nó Khuyên nó niệm Phật cầu giảng sanh tịnh độ thì tốt Kết duyên này với nó Ở chợ người đông Lúc nói ra có rất nhiều cái không tiện mặc niệm Nó nghe được Người khác không nghe được Nó có thể nghe được Niệm nho nhọn Thứ hai Không trộm cắp Trộm cắp Ngăn hành vi xấu Trộm tài vật của họ trước đây Nên làm việc thiện bố thí ví như tài vật đây là lấy một ví dụ hoặc là những thứ đồ dùng hàng ngày phật pháp nói không cho mà lấy đó gọi là trộn vật có chủ chủ nhân không đồng ý Bất luận quý vị có phải lấy để dùng hay không, quý vị không lấy để dùng, quý vị thay đổi vị trí của nó cũng không được. Vì sao vậy? Chủ nhân tìm không thấy nữa. Như thế cũng xem là trộm cắp. Cho nên quý vị không được đụng tới, nhất định phải là chủ nhân đồng ý mới không phải trộm cắp. Chỉ cần có một niệm Ý niệm chiếm đoạt của người khác Đây gọi là tâm trộm Tuy quý vị không có hành vi này Nhưng quý vị có tâm trộm cặp Có tâm trộm Gặp được duyên này Có thể có hành vi trộm cắp xuất hiện Cho nên phải đoạn từ nơi nào Phải đoạn từ trong tâm Chắc chắn không có mảy may ý niệm chiếm đoạt nào Phải đoạn từ chỗ này Phải làm tốt điều giới này Trước tiên phải biết tiết kiệm Không nên lãng phí Cuộc sống đơn giản thì Ý niệm này sẽ không phát sinh Nhu cầu rất ít Ăn được no Mặc được ấm Có một căn nhà nhỏ Để nút mưa tránh gió Đủ rồi Người tu hành trước đây Họ ở trên núi xây một am tranh nhỏ Chặt dài cây Phía trên lợp cỏ tranh che mưa gió Vậy là đủ Thân tâm thanh tịnh Khi Đức Phật còn tại thì lại càng thanh tịnh Nhưng cuộc sống đó chúng ta làm không được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài là đi khất thực Ngày ăn một bữa nghỉ dưới gốc cây Đến am tranh nhỏ cũng không cần Chúng ta ngày nay không có phước đức lớn đó của Ngài Quý vị thấy Ngài không sợ nắng gió mưa dầm Ngài không sợ không sanh bệnh Thân thể khỏe mạnh Chúng ta ngày nay không làm được Ở dưới gốc cây ngồi một đêm Ít trà cũng có nước sương Chỉ sợ đến ngày thứ hai là phải đi đến bệnh viện rồi lại phải phiền người khác chăm sóc quý vị đó không phải là học phật thích ca mâu ni đó là tìm rắc rối cho nên ngày nay nhất định phải hiểu được chúng ta sống cuộc sống có tiêu chuẩn thập nhật tự tại biết bao vui sướng biết bao tiền tài đối với chúng ta là cái gì, không có chỗ dùng. Không có nơi để dùng tiền. Cho nên tôi thường nói với các bạn đồng tu, đều là nói thật. Quý vị đối với tôi không cần cúng dường, cúng dường là gì? Tôi phải thấy quý vị đi làm việc tốt. Phải động tâm. Quý vị không cúng dường cho tôi, tôi tự tại biết bao, vui sướng biết bao không có việc gì nữa Trước đây còn trẻ còn có sức lực Có thể giúp mọi người làm việc Bây giờ ông già 80 rồi Lại bảo tôi giúp quý vị làm việc Quý vị nào đành lòng Đây là nói rõ Không nên cúng dường tôi Có nơi thật sự cần dùng tiền Trong lúc giảng kinh tôi sẽ bổ sung Nói với mọi người Quý vị trực tiếp cúng dường Không cần phải qua tay tôi Đừng để tôi làm chuyện rắc rối này Chúng ta ứng tống kinh sách Tôi cũng nghĩ đến đây thì thôi Dừng lại rồi Sau này không làm nữa Tuổi già Tôi mỗi ngày giảng kinh 4 tiếng đồng hồ Cuộc sống này rất vui thích Mỗi ngày đọc kinh 4 giờ đồng hồ Cùng chia sẻ với mọi người 4 giờ đồng hồ Thời gian khá niệm Phật Đây là quý vị thật sự chăm sóc cho tôi Không trộm cắp Điều này là không dễ làm Điều này có ở trong ngụ giới Trong mười giới của sa di luật nghi cũng có Ở trong sa di luật nghi tăng chủ nói rất tương tận sa di luật nghi Người tại gia có thể xem Người tại gia chỉ có tỷ kheo Tỷ kheo ni giới là không thể xem được Bồ Tát giới Sa di giới đều có thể xem Đều nên siêng năng học tập Hết giờ rồi hôm nay chúng ta học đến đây Nam Mô A Di Đà Phật Nguyện đem công đức này Hồi hướng bốn ân và ba cõi Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh Đồng sanh cực lạc thành Phật Đạo Chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ Nam Mô A Di Đà Phật